Annyeong, xin chào các bạn, mình là Boram đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm trước mình có nhận được tin nhắn của bạn Phương hỏi mình về cách để có thể lấy màu từ ảnh bất kỳ và sử dụng trong PowerPoint. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 3 cách để chúng ta có thể lấy mã màu từ ảnh bất kỳ và không chỉ sử dụng được cho PowerPoint mà có thể sử dụng cho các cái công cụ thiết kế khác. Bây giờ để có một cái ảnh mà có màu mình yêu thích thì mình sẽ lên Pinterest chẳng hạn. Ở đây mình có thể chọn từ một ảnh bất kỳ hoặc là mình sẽ chọn theo bảng màu. Mình click vào ô tìm kiếm, gõ tên của cái màu sắc mà mình yêu thích và thêm palette để hiện ra các bảng màu. Bây giờ mình sẽ chọn lấy cái bảng màu xanh nhạt nhé, Pale Green Palette đi. Và mình thấy khá là ưng cái tông màu này thì mình sẽ click thêm vào cái ảnh này để xem có thêm các cái lựa chọn mà cũng gần tương tự như vậy không. Ở đây nó cũng có ra nhiều những cái bảng màu đẹp, nhưng mình sẽ cứ chọn cái ảnh này đi. Thì mình click vào cái dấu ba chấm này, tải xuống hình ảnh. Sau đó nếu như các bạn sử dụng PowerPoint thì PowerPoint đã có sẵn cái công cụ hỗ trợ cho chúng ta rồi. Bây giờ mình sẽ chèn cái ảnh đó vào nhé. Mình click vào đây, chèn cái ảnh vào. Sau đó thì mình muốn đổi màu nền theo cái tông màu ở đây đi, thì mình click chuột phải vào màn hình làm việc, chọn Format Background, click vào phần Color này. Ở đây mình chọn Solid Fill để nó ra màu đơn nhất thôi nhé. Và mình chọn vào cái Eyedropper này để trích màu. Đây là cái công cụ trích màu sẵn có của PowerPoint. Thì các bạn có thể click vào bất kỳ một cái phần màu nào đó các bạn thích. Đây mình chọn màu này chẳng hạn, click vào đây. Vậy là chúng ta đã có cái màu nền mà chúng ta yêu thích rồi. Hoặc là đổ màu cho đối tượng cũng tương tự như vậy các bạn nha. Mình có thể insert một cái khối hình vào đây. Sau đó thì cái phần format shape này nó sẽ hiện ra cái phần màu, mình chọn phần fill và cũng chọn eyedropper, sau đó click vào cái màu này. Rồi, vậy là mình đã có cái màu mà mình yêu thích. Đấy là khi các bạn sử dụng PowerPoint. Còn nếu như các bạn cứ muốn lấy mã màu sử dụng cho bất kỳ phần mềm nào khác của các bạn thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái công cụ đó là website imagecolorpicker.com. Ở đây thì cái trang này sẽ phù hợp cho bạn nào mà sử dụng điện thoại và không muốn tải thêm bất kỳ một cái phần mềm nào về máy. Giờ mình sẽ click vào sử dụng hình ảnh của bạn, click vào đây. Sau đó thì mình sẽ tải cái ảnh mà có màu mình yêu thích lên. Rồi, ở đây thì website đã phân tích cho chúng ta những cái tông màu có trong ảnh này. Thì các bạn cũng có thể di chuột vào bất kỳ một cái phần nào trong ảnh thì cái màu nó sẽ nhảy ra đây này. Mình click vào đây nhé, thì cái màu nó đã hiện ra hai hệ số là mã màu hex và mã màu RGB. Thì mình hay chọn theo mã màu hex. Click vào đây để copy. Sau đó mình cũng sẽ sử dụng cho PowerPoint được hoặc là Canva được. PowerPoint thì mình sẽ click vào cái phần màu sắc, chọn More Color và copy vào phần mã màu hex. Đấy, vậy là xong. Nhưng mà vốn dĩ PowerPoint nó có eyedropper rồi cũng rất là tiện, không cần phải sử dụng đến cái này. Ngoài ra thì Canva nó cũng có cái tính năng là phân tích màu cho mình, nhưng mà nó có hạn chế. Ví dụ bây giờ mình có chèn cái ảnh này vào đây thì Canva sẽ phân tích màu cho mình. Mình click vào ô màu này thì ở đây cái phần photo color nó sẽ phân tích màu ảnh, nhưng nó có hạn chế là chỉ được 5 màu là tối đa thôi. Cho nên là mình có thể là sử dụng thêm cái công cụ khác hỗ trợ khi cần các bạn nha. Cách thứ ba thì các bạn có thể tải một cái phần mềm có tên là Just Color Picker. Cái này mình chỉ cần lên Google search thì sẽ ra rất là nhiều trang có thể lựa chọn. Các bạn cứ chọn cái nguồn nào các bạn cảm thấy là uy tín và an toàn thôi.
Ở đây mình chọn tài miễn phí.vn. Rồi chọn cái bản gần nhất là 5.6. Ở đây thì mình đã tải sẵn rồi cho nên mình sẽ không tải thêm nữa. Các bạn tải về và phần cài đặt. Rồi sau đó mở lên thì nó sẽ có giao diện như thế này. Sau đó thì mình muốn lấy màu từ một cái ảnh bất kỳ trên website đi. Ví dụ như mình lên Pinterest đúng không? Thì bây giờ mình sẽ di chuột đến một cái phần bất kỳ thì nó sẽ hiện màu ra ở đây. Nhưng bởi vì cái trang Pinterest này thì khi click vào nó có một cái màu xám nhạt, cho nên nó làm ảnh hưởng đến cái màu sắc của mình. Vậy nên mình sẽ vẫn phải tải cái ảnh này về. Còn nếu những cái website mà khi mình di chuột vào nó không bị cái màu xám như thế, nó không bị tối như vậy, thì mình có thể không cần tải ảnh về và mình cứ di chuột lên website là được. Như ở đây, nếu mình di chuột lên đây thì nó sẽ có cái mã màu mà mình yêu thích rồi. Thế mình di chuột lên đây, sau đó thì mình sẽ ấn AltXC để nó khóa cái màu đó lại. Rồi, mình lại chọn thêm một màu nữa nhá. Như màu này chẳng hạn, mình lại AltXC, nó lại khóa thêm một màu nữa. Cứ như vậy thì các bạn sẽ có thể khóa được rất nhiều màu ở đây. Sau đó bạn chọn vào cái màu mà bạn yêu thích và copy value thì các bạn sẽ có cái mã màu. Bây giờ mình sẽ lên Canva, mình click vào đây để chọn cái bảng màu, chọn thêm vào nút cộng Ctrl V. Vậy thì cái màu nền của mình đã đổi sang cái tông màu mà mình vừa chọn rồi. Vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn 3 cách để lấy mã màu từ ảnh bất kỳ và sử dụng cho các thiết kế của mình. Chúc các bạn thành công. Video hôm nay mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Annyeong.